Tập 16. Sư phụ, Trần Lâm tham kiến đại công tử. Trần tiên sinh không cần đa lễ, bao để đại phu vào xem đi. Vâng, mời. Đại công tử, mời. Đại phu, em ấy sao rồi? Không có gì nghiêm trọng đâu, chút ngoại thương dưỡng vài ngày là khỏi thôi. Được, lần này đại công tử trở về hình như vẫn chưa đi thỉnh an chủ công. Là như vậy, trên đường lão phu tới có gặp phải đại tiểu thư, quấy nhờ tôi chuyển lời tới đại công tử rằng phu nhân đang đợi ngài. Nếu như mẫu thân đang đợi ta, vậy thì phiền Trần tiên sinh rồi. Nhưng cung tiễn đại công tử. Làm phiền đại phu rồi. Vết thương của Tử Yên như thế nào rồi? Đại phu đã nói không có gì đáng ngại. Trên đường đi, đại công tử thay nàng ấy trị thương rồi. Vậy thì tốt. Cháu đã gặp Viên Nhị công tử chưa? Sư thúc phụ đừng nhắc tới hắn nữa. Tại sao vậy? Hắn không phải con người. Nhưng dù sao hắn cũng là phu quân của cháu mà. Thúc phụ, xin đừng nhắc tới chuyện Viên Hy nữa. Có một chuyện cháu nhất định phải nói cho ngài biết. Cháu và ta đồng phúc đồng họa, có chuyện gì cháu cứ nói đi. Chân mật là một nữ lưu yếu mềm, trọng trách mà thúc phụ giao cho, thứ cho cháu gái không thể hoàn thành được. Cháu nói gì vậy? Lẽ nào cháu không muốn báo thù rửa hận cho Viên gia nữa hay sao? Cháu gái ngồi dốt không thể so sánh với Tây Thi, cháu không thể làm gì hết. Không phải cháu thật sự yêu Tào Phi đó chứ? Thúc phụ, ngài đừng hỏi thêm nữa. Được, ta có thể không hỏi cháu, nhưng ta buộc phải nói cho cháu biết. Lần này Tào Phi đi, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, không bao nhiêu lâu nữa Tào Tháo sẽ nạp cháu làm tiếp. Lão phu xin cáo từ. Tiểu thư, tiểu thư, tại sao em lại ra đây chứ? Tiểu thư, vừa nãy sao người không nói cho Trần Lâm lão gia biết người người thương là Tam công tử? Lòng ngày ấy chỉ có Viên gia, một lòng vì Viên gia trả thù. Bây giờ ta nói gì với ngày ấy cũng đều vô dụng thôi. Ta càng sợ, càng sợ nói ra rồi ngày ấy sẽ đối phó với Tử Kiến. Chuyện này, vậy nãy Trần lão gia nói tính mạng đại công tử đang nguy hiểm, người phải làm sao đây? Lòng ta đã không thể lo lắng nhiều như vậy rồi. Chỉ cần Tử Kiến bình an vô sự, ta đã yên tâm. Nhưng mà tiểu thư à,
Tào Tháo sẽ nhanh chóng nạp người làm thiếp thôi. Nếu như thật như vậy, ta chỉ có thể nhân đêm đó hành thích Tào Tháo rồi tự vẫn. Thứ nhất là để báo đáp sự yêu thương của mẹ chồng đối với ta. Thứ hai là để báo tình yêu mà Tử Kiến dành cho ta. Tiểu thư, Tử Hoàng tham kiến mẫu thân đại tỷ. Tào Chân bái kiến chủ mẫu đại tiểu thư. Chân Nhi đều là người một nhà cả, không cần khách khí. Tử Hoàng, để nương giới thiệu cho con một người. Đây là Thôi Lệ, cháu gái của Thôi Diễm đó. Thôi Lệ bái kiến đại công tử, không cần khách khí. Thôi Lệ, cháu vào xem các thứ đã chuẩn bị xong chưa. Dân thưa phu nhân. Tử Hoàng, con biết lỗi chưa? Di tử biết lỗi rồi, xin mẫu thân cứ dạy bảo. Con muốn đưa Tử Kiến và chân cô nương ra ngoài mà sao không nói với bất kỳ ai một tiếng? Còn may lần này chân cô nương và Tử Kiến bình an trở lại. Nếu như không, cha của con trách tội xuống, con phải đảm đương như thế nào đây? Giờ đây cha của con coi con như là cái đinh trong mắt, tất nhiên là phải lấy phương pháp xử trị rồi. Tử Hoàng, sao lại có thể nói như vậy hả? Mẫu thân, Di tử có chuyện muốn cầu ngài. Đứng lên đi, đứng lên đi rồi nói. Mẫu thân, nếu như người không đồng ý, Di tử sẽ không đứng dậy đâu. Thật ra con không nói cho ta biết, ta cũng biết con và cha vì một nữ tử mà khiến phụ tử tranh chấp. Con có biết Di nương đau lòng đến thế nào không? Tử Hoàng, Tử Hoàng, để mau đứng dậy đi. Tử Hoàng, để thấy vị Thôi cô nương vừa nãy thế nào chứ? Ôn văn nho nhã, lời nói dịu dàng, chắc chắn là một nữ tử hiền thục. Vậy thì tốt. Cái gì tốt chứ? Tử Hoàng, để đừng nói phụ thân coi đệ như cái đinh trong mắt. Ông ấy cũng là vì tốt cho đệ thôi, nên mới đặc biệt cho Thôi Diễm đưa Thôi cô nương vào phủ. Bên ngoài là để bầu bạn với mẫu thân, nhưng thực ra chính là để tác thành giúp đệ một mối lương duyên đó. Đại tướng quân tới. Bái kiến đại tướng quân. Miễn lễ, mau đứng dậy đi. Chân mật, đã bị hoảng sợ rồi, làm phiền đại tướng quân nhớ mong. Lần này ta chỉ bị hoảng sợ, không có gì đáng ngại hết. Nào, mau để ta nhìn xem. Nàng gầy đi rồi, chúng ta sẽ dặn dò hạ nhân để làm chút đồ bổ cho nàng, bồi bổ tốt thân thể cho nàng. Đa tạ đại tướng quân. Mời đại tướng quân ngồi. Tử Yên còn không mau rót trà đi. Dạ dạ dạ. Chân mật, nào ngồi đi. Chân mật, ta nghe nói người tỳ nữ này của nàng vì cứu nàng mà mạo hiểm tính mạng. Bây giờ vết thương của ngươi thế nào rồi? Tử Yên chỉ là một tỳ nữ nhỏ bé, là vì đại tướng quân phải quan tâm. Tử Yên đa tạ đại tướng quân. Đứng lên đi.
ngươi có công cứu mỹ nhân chân mật của ta, bản tướng quân sẽ trọng thưởng cho ngươi. Không dám, không dám. Đây là Tử Yên phải làm thôi. Đa tạ đại tướng quân quan tâm. Chân mật, nàng có biết mấy ngày nàng mất tích, bộ tướng quân mất ăn mất ngủ, lo lắng cho nàng hay không? Tất cả đều là quả do tên khốn kiếp Tử Hoàng gây ra. Thiếu chút nữa đã hại chết nàng và Tử Kiến rồi. Lần này bộ tướng quân tuyệt đối không tha cho nó. Đại tướng quân bất giận, tiểu nữ đã không còn gì đáng ngại. Đại công tử cũng chỉ là biết ta buồn chán, nhất thời có lòng muốn đưa ta ra ngoài thăm thú thôi. Vẫn mong đại tướng quân tha cho ngày ấy vô tội. Việc này bốn tướng quân tự có quyết định của mình. Đại tướng quân, không biết tam công tử có khỏe không ạ? Tử Kiến sau khi trở lại đã hôn mê mấy ngày, ta thấy nó chắc không có gì đáng ngại đâu. Ngược lại ta thấy đứa thứ hai Tạo Chương của ta mấy hôm nay trở về có đưa theo một nữ tử, ta phải qua xem tình hình thế nào mới được. Nếu đại tướng quân đã có gì, vậy thì ta không giữ đại tướng quân nữa. Cũng được. Chân mật, đang chăm sóc bản thân cho tốt. Sau khi bổn tướng quân xong việc, chắc chắn sẽ tổ chức thật náo nhiệt, chính thức cưới nàng về Tạo gia. Tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Nhìn bộ dạng của ngày ấy, như nhất định sẽ nạp người làm thiếp vậy. Ta cũng không biết phải làm gì nữa. Chỉ cần Tử Kiến không sao là ta đã an tâm lắm rồi. Mật tỷ trở về rồi, ta phải nên đến thăm nàng ấy. Nhưng mà Tử Kiến, nếu thực sự quan tâm chân cô nương thì trong thời điểm mẫn cảm này gặp gỡ có thể xảy ra nhiều bất trắc. Tử Kiến tuyệt đối không thể đi, phải suy nghĩ cho thật kỹ, thật kỹ mới được. Tất nhiên bởi vì lòng ta loạn cho nên mới đi đi lại lại chứ. Nói cho ngươi cũng chẳng có ích lợi gì hết. Tất nhiên là ta biết mật tỷ đã trở lại rồi, chính bởi vì vậy lòng ta mới loạn đó. Phải làm sao đây? Người muốn đi gặp Tử Yên đúng vậy? Ta về sớm hơn so với mật tỷ cũng không biết. Ở chỗ Duyên Nhi mật tỷ đã phải chịu khổ đến mức nào, ta nên đi gặp mật tỷ. Khi được phụ thân và đại ca có biết thì cũng không thể trách ta, có đúng không? Thế bây giờ ta đi luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đừng gấp, đừng gấp.
Nghe định làm gì vậy? Nàng cũng thật là chanh chua mà. Tối qua mưa lớn, nàng cũng mất là sốt cao. Ta tốt bụng lấy khăn lông đắp cho nàng thôi mà. Đây là đâu vậy? Thấy nàng hôn mê mãi không tỉnh, ta chỉ có thể đưa nàng về Nghiệp Thành. Nghiệp Thành? Vì chẳng phải đây là nơi này là Tào phủ. Tử Văn, sao mũi của con lại chảy máu vậy? Máu hả? Đây, lương, giờ là do nàng ta đánh con. Vậy thì thật kỳ quái. Như đệ, đệ lãnh binh đánh trận trước nay chưa từng bị thương, thế sao nhìn thấy mỹ nhân lại chảy máu mũi vậy? Lương, người xem đại tỷ kìa. Được rồi, xem tỷ đệ của con kìa. Nói như vậy cũng không sợ cô nương chê cười hay sao? Nghĩ chắc đây là phu nhân. Nhưng nữ tôn nhân bái kiến phu nhân. Cô nương miễn lễ, gặp gỡ ắt là duyên phận. Xin mời ngồi. Phụ soái, cha, chị cô nương này, đứa con trai ta đã cứu cô, vậy thì cứ ở lại thêm vài ngày nữa đi. Nhân nữ đa tạ đại tướng quân. Tại sao người biết ta là tướng quân chứ? Nhất lâm trời này, ai mà lại không biết Tào đại tướng quân làm thống soái, đánh bại Di Diệu, công hạ Nghiệp Thành, chẳng mấy chốc mà thu lại cả Khế Châu. Cô nương, chuyện trong thiên hạ này cô nắm rõ rất rành mạch, vậy chắc cũng không phải là hàng tầm thường. Chẳng biết cha của cô nương là ai? Gia phụ Từ Bố Dương, người Ngô quận Phú Xuân. Ban nãy Bổn tướng quân ở ngoài cửa có nghe cô nương nói mình tôn. Lẽ nào phụ thân của cô nương là danh tướng Đông Ngô Tôn Bân? Chính là gia phụ à? Thì ra là như vậy. Thảo nào ta thấy một cô nương lại hung dữ như vậy chứ. Ngài Tử Văn, con đang là một đại nam nhân, tại sao lại nói con gái người ta như vậy chứ? Xin cô nương đừng trách. Như tử ta Tạo Dương trước nay vẫn không biết nói chuyện gì hết, nhưng thực ra lòng dạ của nó không xấu. Xin phu nhân yên tâm, cháu sớm đã ở Thọ Xuân nghe nói Tào Nhị công tử anh dũng thiện chí, từ nhỏ đã có sức mạnh kinh người. Chỉ là đầu óc nghệ rất đơn giản thôi. Nàng, ta là ân viên cứu mạng của nàng đó. Nàng cảm ơn ta như vậy sao? Bờ miệng cô nương cũng thật lanh lợi tốt lắm. Nếu đã như vậy rồi, cô nương cũng không ngại ở lại Tào phủ ta mấy ngày chứ? Đa tạ ý tốt của đại tướng quân. Không giấu gì tướng quân, đã nhiều năm kể từ lúc gia phụ rời khỏi Thọ Xuân trở về đất Ngô, nhân nữ chưa được gặp mặt ông ấy. Lần này nhân nữ đi là để nhờ cậy phụ thân. Và như thế này đi cô nương, bổn tướng quân sẽ viết một phong thư gửi tới Tôn tướng quân, nói cho ông ấy cô nương đang ở trong phủ ta để ông ấy yên tâm. Như vậy cô nương cũng yên tâm ở lại đây dưỡng thương rồi. Nhân nữ đa tạ đại tướng quân. Không cần. Vị công tử, thần Trần Lâm khấu thượng, vốn dĩ mong vị công tử sau khi bắt được vị công tử lập tức giết hắn, nhưng không ngờ hắn lại thoát được. Hiện nay cha con Tào Tháo Tào Phi vì nhị phu nhân mà tranh giành ghen ghét. Tào Tháo phái Tào Phi công đánh Cố An, thần đặc biệt bẩm báo vị công tử cùng đại công tử nhanh chóng nghĩ kế sách, phái binh mai phục gần Cố An. Tào Phi chỉ mang 2-3 vạn nhân mã, đến lúc đó Tào công tử mang binh ứng chiến, vị công tử xuất binh cắt đứt đường lui thì chắc chắn có thể chiến hạ Tào binh, giết chết một đại dũng tướng của Tào Doanh. Thì cho dù Tào Phi có trở lại, Tào Tháo cũng sẽ dùng quân lệnh xử chết hắn. Còn về chuyện vị phu nhân phải lòng Tào Thực, thần sẽ ra sức quan giám và khuyên nhủ, xin ngài đừng đóng dội. Trần Lâm bái thượng. Giờ kế mặt đao giết người đã định, chỉ là nếu bây giờ chân mật lại phải lòng Tào Phi thì phải làm sao mới tốt?
Nào, xem em kìa. Nào, nằm xuống chậm thôi. Chiếc gối này là do Tam công tử tặng cho tiểu thư mà. Tử Yên nào dám dùng chứ. Tiểu thư, Tam công tử có lẽ biết chúng ta trở lại rồi, mà sao ngày ấy không tới thăm cô? Lúc qua hầm đón chúng ta vào phủ, không phải đã nói rồi sao? Tam công tử đang bị thương, hôn mê rất nhiều ngày. Ngày vừa mới tỉnh lại, làm sao có thể tới gặp ta được? Vậy tiểu thư đến thăm ngày ấy đi. Sao ta đi được? Tiểu thư tất nhiên là nên đi gặp ngày ấy. Tử Yên giờ đã không sao rồi, tiểu thư đáng lẽ nên chăm sóc cho Tam công tử. Em không nghe Trần Túc nói sao? Lúc này đây, sao ta có thể liên lụy Tử Kiến được chứ? Đứng lại! Đứng lại! Bực tỷ! Tam công tử, ngài bị thương rồi, ngài vào rồi nói. Tử Kiến, Tử Kiến, Mật tỷ, để không bị kinh sợ chứ. Chỉ cần có ngài ở đây, ta không sợ gì hết. Để không sao thì tốt rồi, Vô Ngôn có lẽ sẽ xử lý được hắn. Đừng mà. Đây không phải là nơi để nói chuyện. Đi theo ta. Đi. Lão gia, sao ngài lại cố chấp muốn giữ Tôn cô nương ấy lại đây vậy? Phu nhân, ngài có điều không biết, phụ thân Tôn Dân là Tôn Bân, hắn vốn là tông thất Tôn Sách Đông Ngô, làm tướng dưới trướng Dương Thuật ở Hoài Nam. Dương Thuật kia từng cho ông ta là thái thú cửu giang, nhưng mà Tôn Bân vì muốn chăm sóc Tôn Sách nên bỏ lại thê nữ trở về Giang Nam. Người Trung nghĩ như vậy, nếu có thể làm việc cho ta, nhưng lỡ như ông ta không quy thuận ngài, vậy thì cũng không sao. Vậy thì cũng có thể thành toàn một đôi giai nhân quyến lữ. Thiếu không hiểu ý ngài cho lắm. Mẫu thư, lẽ nào người không nhìn ra hay sao? Bề ngoài vì đệ cùng với Tôn cô nương đấu võ miệng, nhưng mà ánh mắt hai người không rời khỏi nhau mà. Đúng không hả cha? Vậy cũng không được đâu. Tôn cô nương ấy tuy lanh lợi xinh đẹp, nhưng mà miệng lưỡi cô ấy càng lanh lợi chanh chua. Tiếp sợ Tử Giang sẽ... Phu nhân, chuyện của đám con cháu làm gì phải lo nhiều như vậy. Nhưng mà... khởi bẩm chúa công, hứa chữ
Có chuyện gì? Sao ngươi hoảng hốt vậy? Có phát hiện thích khách trong phủ? Hắn suýt đã làm hại Tam công tử và Chân cô nương. Nhanh chóng gọi Tào Chương tới để nó đưa tất cả binh sĩ đi. Buộc phải bắt được tên thích khách đó. Rõ. Đúng là một tên thích khách to gan. Trần Lâm đưa kẻ nào vào trong phòng kia? Tại sao lại lén la lớn lúc như vậy? Nào, uống nó đi. Đây là gì chứ? Là thuốc trị thương. Ta đây, ta nghĩ đây là thuốc độc thì có. Muốn độc chết ngươi thì đã bắt ngươi ở ngay ngoài kia rồi. Cho dù ngài nói như thế, ta thà có chết cũng không uống thuốc này đâu. Ngươi chết là chuyện nhỏ thôi, nhưng nếu như ngươi làm chậm trễ đại nghiệp phục thành của ta và lòng hỏng việc xây dựng lại Diên gia, thì ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ đó. Ta và Trương Mưu hiến kế khó khăn lắm mới giành được tín nhiệm của Tào Tháo. Hiện giờ hai cha con chúng vì nhị phu nhân mà trở mặt với nhau. Tào Tháo phải Tào Phi công đánh Cố An. Ta muốn nhân cơ hội này thủ tiêu Tào Tháo và cả con trai hắn Tào Phi. Tin tức này bắt buộc phải do ngươi truyền đi. Ngươi nói xem, ngươi có chết được không? Thì ra Trần tiên sinh đã dụng tâm lương khổ như vậy. Nào, uống thuốc đi. Đây là bức thư cho nhị công tử, ngươi giữ kỹ nó đi. Trước cứ giữ thư cho tốt, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra khỏi phủ. Sau đó ngươi quả tốc tới Bình Nguyên, tuyệt đối không được làm lỡ đại sự, nghe chưa? Rõ, Trần tiên sinh. Thuộc hạ thấy ngài nhất định sẽ không phản bội Diên gia. Cứ kỹ đi. Nhân ạ, bắt thích khách, bắt thích khách, bắt thích khách. Ngươi vào trong trốn trước đi, ta ra xem sao. Mau. Đại công tử, Trần tiên sinh, ta nghe nói trong phủ xuất hiện thích khách. Ta không yên tâm cho nên tới đây xem Trần tiên sinh có còn bình an hay không. Nhờ phúc của đại công tử, thuộc hạ vẫn bình an. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi bắt thích khách thôi. Dạ, dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Đầu tiên là Dương Nghiệt vào phủ hành thích, tiếp đến là Tử Hoàng và Tử Kiến Ngao Du gặp nạn. Tới hôm nay lại vẫn có kẻ dám vào phủ hành thích, thật đúng là đáng giận. Đáng giận mà. Xin chúa công yên tâm, tin rằng sẽ nhanh chóng tìm ra thích khách ngay thôi. Nhanh chóng. Qua hầm. Nhanh chóng là như thế nào? Là ngay lập tức hay là ngay bây giờ? Trần Lâm đâu? Vi thần Trần Lâm đến trễ một bước, mong chúa công tha tội. Đứng lên đi. Xạ chúa công. Trần tiên sinh, tối qua có thích khách vào phủ hành thích, ngươi có biết hay không? Vi thần đã biết. Nghe nói thích khách này là muốn hành thích Chân Mật và Tam công tử. Vậy nên vi thần đã để Chân cô nương ở lại chỗ phu nhân.
Tam công tử và Vô Ngôn cùng các thuộc hạ đang ở trong nội đường bảo vệ gia quyến. Tào Phi đâu? Trần Lâm quả nhiên là gian tế. Phủ soái đã tìm khắp phủ nhưng mà không thấy tung tích của thích khách. Cô đã tìm những nơi nào chứ? Bẩm phủ soái, cô đã tìm khắp ba hướng đông tây nam trong phủ rồi. Tại sao con tìm phía bắc đi? Đại ca đã mang người tìm kiếm ở phía bắc, vậy nên con không tìm chỗ này. Hôm nay Tào Hưu không rời khỏi người ta nửa bước, vậy còn Dương Tu, Thôi Diễm còn có Hoa Hưu cũng đang thay ta suy nghĩ kế sách. Trong phòng của bọn họ cũng có khả năng giấu thích khách. Con đã tìm chưa? Con đã tìm rồi. Còn một nơi chưa tìm đó. Phụ soái là ở đâu vậy? Con sẽ đi ngay lập tức. Không cần. Bổn tướng quân sẽ đích thân đi tìm. Tránh ra. Trần tiên sinh, thần đưa bổn tướng quân đến thính vũ hiên của ngươi xem. Thế nào? Rõ, thần tuân mệnh. Không cần đi nữa. Di thần tham kiến phụ soái. Miễn lễ. Tạ phụ soái. Ta đang muốn hỏi tại sao con nói không cần đi nữa đây. Bẩm phụ soái, sau khi thích khách vào phủ là con đã gọi Trần tiên sinh hiệp trợ tìm kiếm. Đến bây giờ từng chỗ trong phủ đã được tìm kiếm, cũng không phát hiện ra thích khách. Con nghĩ thích khách đã rời khỏi phủ rồi. Tào Thực có. Có phải giống như đó nói, đã tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy không? Đã tìm kiếm cẩn thận tất cả khắp nơi rồi. Một đám giá áo túi cơm, đến một tên thích khách nhỏ bé cũng không tìm ra được. Vô dụng. Chú công, thần cho rằng chắc chắn có đường ngầm trong phủ, vậy nên thích khách mới có thể chạy trốn vô tung. Thôi tiên sinh nói rất có lý. Tử Dật, có di thần lệnh cho con mang theo Tào Hưu hứa chữ, lục soát cẩn thận trong phủ. Nhớ kỹ, những nơi ẩn mật phải lưu tâm hơn. Rõ. Dương Tiêu, có. Lệnh cho ngươi tới hậu cung báo cho phu nhân thích khách kia. Cứ nói thích khách kia đã đi rồi. Nhớ kỹ, hộ vệ chỉ tăng không giảm, bảo vệ. Rõ. Trần Lâm, có thần, ngươi chủ trì cùng Hoa Hưu, Giả Hủ và Thôi Diễn.
thương lượng cho thật kỹ. Chuyện bổn tướng quân vừa nói, có kết quả thì nhanh chóng báo cho bổn tướng quân. Thần tuân mệnh. Con, theo ta đi thư phòng. Rõ. Bái kiến phu nhân. Đứng lên đi. Tạ ơn phu nhân. Gặp gỡ chốn hậu cung thật vui sao? Phu nhân cười ngắm nhìn hai mỹ nhân. Chân mật nếu có xứng đôi tử hoàng. Cô nương thật đúng là tú mỹ hiền huệ. Quá khen rồi. Mật tỷ, tỷ đã gặp thôi cô nương chưa? Lão già mong cưới con gái họ thôi về làm vợ tử hoàng. Cô nương ấy bằng tuổi với Tử Kiến, hai người thật xứng đôi vừa lứa. Thời gian qua phu nhân đã rất lo lắng. Thôi cô nương rất tốt bụng, chăm sóc Tử Kiến rất tận tình. Nhìn cô ấy tao nhã lại đoan trang, càng là một vị đại mỹ nhân. Mật tỷ quá khen rồi. Mật mỹ nhân đứng đầu Giang Bắc, giang danh thiên hạ. Nét yêu kiều, ánh sáng sao soi được dưới trăng. Mật tỷ thấy chưa, đến thôi cô nương cũng nói như vậy nữa. Cô ấy chỉ khách sáo thôi. Ngài có biết thôi cô nương đã được thôi tiên sinh dạy bảo, chắc chắn là một vị tài nữ tinh thông phú thơ tự giang. Sao mật tỷ biết? Năm đó Trần Thúc Phụ muốn nhận ta là đồ đệ đã từng nói với ta, thôi tiên sinh là một nhân vật phong lưu có tài văn chương, ông ấy còn muốn ta học hỏi ngài ấy đấy. Nói như vậy sau này chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu văn thơ. Chân tỷ tỷ quá khen rồi. Thôi Lệ nào dám cùng với Tam công tử, cùng với chân tỷ tỷ bàn luận. Được rồi. Nhìn ba người các con nói chuyện vui vẻ như vậy, đến chuyện thích khách cũng quên luôn rồi đúng không? Cũng không biết đã bắt được thích khách chưa nữa. Bái kiến lão phu nhân. Nhưng chủ bà không cần đa lễ. Nhưng tu phụng lệnh chúa công tới bẩm báo thích khách đã bỏ trốn rồi, xin phu nhân không cần lo lắng. Đức tổ, lẽ nào đại ca dị ca vẫn chưa bắt được thích khách hay sao? Theo ta được biết thì trong phủ có đường hầm ngầm, vậy nên thích khách mới thuận lợi trốn thoát. Nếu như vậy chẳng phải rất nguy hiểm hay sao? Thích khách kia muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thì sao chúng ta an toàn được? Hồi bẩm phu nhân, chúa công đã lệnh nhị công tử lục soát tất cả các nơi, có lẽ sẽ không có vấn đề gì hết. Vậy tử hoàng đâu, sao không phải nói đi? Đại công tử đã được chúa công gọi vào thư phòng nghị sự. Có phải là phái đại ca xuất binh không?
không nghe lệnh ta, tự rời khỏi thành Ngao Du rồi gặp nguy hiểm. Còn suýt nữa đã hại chết Tử Kế và Chân Mật rồi.